Thưa quý vị, công tác cán bộ bao gồm nhiều khâu, trong đó công tác luân chuyển có vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần đào tạo, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Để tiếp tục đẩy mạnh xây dựng đảng về cán bộ theo tinh thần nghị quyết Đại hội 13 của đảng, yêu cầu cấp thiết đặt ra hiện nay là cần đánh giá đúng thực trạng và đề ra giải pháp đổi mới công tác luân chuyển cán bộ. Công tác luân chuyển cán bộ ở miền Trung Tây Nguyên, thực trạng và vấn đề đặt ra. Đây là chủ đề hội thảo vừa được Học viện Chính trị khu vực 3 tổ chức với sự tham gia của đại diện ban tổ chức Thành ủy, Tỉnh ủy và Trường Chính trị 14 tỉnh thành phố khu vực miền Trung Tây Nguyên. Tại đây, nhiều vấn đề trong công tác luân chuyển cán bộ đã được nhìn nhận, đặc biệt là những tồn tại qua thực tế thực hiện việc luân chuyển cán bộ. Việc luân chuyển chưa đồng đều, liên thông trong hệ thống chính trị, cá biệt, một số nơi còn có tình trạng cục bộ, khép kín, chưa thực sự quan tâm, tạo điều kiện cho cán bộ luân chuyển thực hiện nhiệm vụ. Cán bộ luân chuyển giữa các khối đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, giữa các cơ quan đơn vị với cơ sở chưa cân đối hài hòa. Từ cấp dưới lên cấp trên còn ít, có trường hợp chưa đủ thời gian luân chuyển được xem xét bổ nhiệm, xem xét bố trí công tác. Ngược lại, có trường hợp đã có thời gian luân chuyển nhưng chưa được xem xét phân công nhiệm vụ mới. Thực tế cho thấy việc luân chuyển cán bộ đã được các địa phương khu vực miền Trung Tây Nguyên, trong đó có Đà Nẵng, thực hiện với nhiều cách làm khác nhau. Ban Thường vụ Thành ủy tập trung lãnh đạo chỉ đạo và coi đây là khâu đột phá nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ và người đứng đầu có phẩm chất, đạo đức, trình độ, năng lực và thực tiễn công tác, từng bước trẻ hóa đội ngũ. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Thành ủy đã điều động luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử đối với 232 trường hợp, trong đó bố trí 12 trên tổng số 21 người vào các chức danh chủ chốt quận huyện, không phải là người địa phương. Công tác điều động, luân chuyển cán bộ thực hiện theo nguyên tắc, có trên dưới, có động mỡ, có dọc ngang. Vấn đề này được Ban Thường vụ Thành ủy lưu ý khi làm việc với các địa phương. Kiểm tra giám sát đánh giá về năng lực lãnh đạo của cấp ủy người đứng đầu trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Cái việc này tôi đề nghị là gắn với những cái địa bàn mà công chí xác định là nhạy cảm, phức tạp, rồi những nơi mà công chí xác định là nội bộ chưa đoàn kết. Công tác cán bộ được xác định là then chốt của then chốt trong công tác xây dựng đảng. Vì vậy, các cấp ủy đảng trực thuộc đảng bộ thành phố sẽ tiếp tục chú trọng công tác này nhằm nâng cao năng lực, sức chiến đấu của đảng bộ các cấp, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 22 đã đề ra.